Xin chào các bạn. Trên tay tôi là chiếc đài KL Star 1030BT sản xuất tại Indonesia. Các bác nhìn chiếc đài này rất là chắc chắn. Khi nhận các bác sẽ nhận dây sạc USB kèm theo. Chiếc đài này khi các bác nhận hàng thì các bác chuyển nguồn lên, bật lên trên là để nghe pin khô. Kéo xuống dưới là dùng nguồn điện trực tiếp 220V. Các bác bật lên ạ. Sau đấy các bác bật nút nguồn là nút volume. Trên đây là các cái nút chức năng MB3, FM, AM, SW. Các bác chỉ việc chuyển qua chuyển lại để chọn chế độ mình muốn nghe. Bên cạnh là nút on off của LED light là đèn pin theo đài. Các bác bật cái nguồn lên thì rất là sáng đấy ạ. Đây ạ. Bên cạnh là thẻ SD, thẻ nhớ SD. Bên hông sẽ là cổng USB, các bác muốn nghe nhạc cắm cổng USB vào. Đằng sau là cắm nguồn điện trực tiếp và nguồn sạc. Ngoài ra thì con đài có thiết kế để lắp pin đại. Tuy nhiên nhà sản xuất sẽ không cung cấp pin đại do pin đại rất là dễ mua. Và thứ hai là nó dễ cháy nổ khi vận chuyển nên là nhà cung cấp sẽ không cung cấp cho khách hàng. Và bây giờ chúng ta sẽ test qua một số các chức năng của đài để các bác review luôn. Bật nguồn lên thì đài sẽ có cái núm màu xanh báo đã có điện. Các bác cắm USB vào và chuyển sang chế độ MB3 để thưởng thức nhạc. Các bác đẩy hết sang bên trái góc MB3 và sẽ có nhạc phát ra. Tương tự các bác cùng đài dò đài FM thì các bác đẩy sang bên phải. AM đẩy sang một nấc và SW là cuối cùng. Khi các bác đẩy sang FM, AM thì các bác quay cái núm tuning để dò sóng và con trỏ nó sẽ di chuyển theo các cái động tác xoay của các bác. Nút volume ở dưới các bác muốn bật to nhỏ các bác bật ở dưới giúp em. Tương tự AM cũng vậy. Bác dò sóng con trỏ nó sẽ quay. Các bác muốn bật to nhỏ các bác quay volume ở dưới. Sản phẩm này shop đang bán là 589.000 miễn phí giao hàng, tặng một USB có sẵn nhạc theo yêu cầu. Hãy nhanh tay đặt hàng tại shop để nhận được những khuyến mại ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm xem review sản phẩm này của chúng tôi.